là ADC, và chúng ta cùng đến với những diễn biến đầu tiên của ván 1 trận chung kết tổng giữa Team Flash và Dây Tìm. Vinh Quang đang chờ ta và Vinh Quang chỉ cách Team Flash chỉ 4 chiến thắng nữa thôi. Chúng ta đang di chuyển rất nhanh sang đó là bộ đỏ của đối phương, nhưng Pohi đã không thể biết được vị trí mà Zil của Nei đứng. Xuân Bách cùng Pohi chưa thể gây được khó khăn cho đối phương. Trong khi đó thì đối phương cũng chỉ farm hòa, và chúng ta có một chút đó là muốn ăn đi cho mình con chim đầu tiên, nhưng có vẻ như Zuzon sẽ phải bỏ cuộc. Rõ ràng ở giai đoạn đầu trận đấu, những gì mà Bree đang làm là bao quát cho đạt coi rất nhiều. Tình huống di chuyển của Bree và bùa xanh tôi nghĩ chỉ là tình huống check bùa thôi. Benny sai rồi. Một tình huống check bùa thôi, và sau đó anh ta giúp cho đạt coi không bị quấy rối bởi Omen quá nhiều. Lối di chuyển của Benny đã có một chút sai ở thời điểm đầu trận khi anh ta check sang bùa xanh. Anh ta có thông tin, nhưng điều mà anh Lao làm là không thể hỗ trợ cho bất kỳ điều gì cho những người đồng đội của mình cả. Còn Poi thì ít nhất cũng giúp cho đạt coi có được con chim dành cho mình. Đạt coi đã có chim. Và bây giờ thì đạt còi đã lên cấp cho mình cấp độ 3, anh ta bắt đầu giải cho mình cái bẫy để tự bảo vệ bản thân. Và thậm chí rằng với tầm bắn xa của đạt còi thì anh ta hoàn toàn có thể di chuyển ra đường giữa để hỗ trợ ở những cầu máu. Đây rồi, Star sẽ là người gặp nguy hiểm. ADC đã cho mình cấp độ 4, Star đang khá tỉnh, đứng khá sâu của bắn trượt của đạt còi. Rất đáng tiếc. Star biết mình gặp nguy hiểm và anh ta quyết định lùi lại. Và ADC cũng đã sử dụng cho mình chiêu cuối nhưng không thể đáp xuống, và anh ta đã phải đáp xuống để nhanh chóng hồi được cho mình cái chiêu cuối này. Ibanez đang có mặt ở đó và chúng ta đang chiếm thế chủ động nhờ cái lối đánh bao quát của Poi cùng Xuân Bách, nhưng phải cẩn thận. Nên đã cho mình cấp độ 4. Đây là thời điểm mà Dây Tìm tương đối là nguy hiểm khi ADC không, như vậy là con rơi nó thuộc về Dây Tìm. Rất đáng tiếc là phát bắn của đạt còi nó không thể trúng vào con rơi, và chúng ta chưa thể có rơi. Thời điểm tiếp theo đội bạn chắc chắn là đang muốn đợi cho Kret có được cấp độ 4 để có thể giao tranh ở hang rồng. Bởi với Kret, với cái bộc phá, họ hoàn toàn có thể lấy rồng làm mồi nhử. Sau đó với Nain băng vào sau cùng, họ sẽ kết thúc chúng ta bằng cách là Kret dùng thủy thần, nên chúng ta cần rất cẩn thận ở hang rồng trong thời điểm sắp tới. Rồng đã được kéo ra, và vừa rồi thì Benny có một cú chọc tay trúng hai thành viên của chúng ta. Tại sao anh ta lại biết? Bởi đơn giản đó là nội tại nhảy lên hai số thì tức là chọc trúng hai người. Đấy, đơn giản vậy thôi. Đó là cách mà Ibanez có thể kiểm soát được những cái bụi rất tốt. Rõ ràng là anh ta biết chúng ta ở đó và anh ta sẽ có quyền di chuyển chủ động hơn. Đây là thời điểm đội bạn có thể ăn được rồng. Có vẻ như chúng ta muốn bỏ rồng. ADC đang ở bùa đỏ. Kret có thủy thần. Đội bạn cũng không ăn rồng trong tình huống này. Đội bạn cũng đang muốn ăn rồng. Đội bạn đang muốn ăn rồng. Zil đang có hướng di chuyển. Zil đang có hướng di chuyển. Kret đã có thủy thần, và đó là lý do đội bạn sẽ ăn rồng trong tình huống này. Benny đang hy sinh rất nhiều máu để giữ con rồng ở một góc độ. Rồi. Góc độ tôi nghĩ là ổn cho Dây Tim, nhưng cuối cùng thì con rồng lại reset máu. Sự vắng mặt của Superman đã khiến cho đội bạn cảm thấy lo lắng. Đó là cú bắn đến từ đạt còi. Đạt còi cũng đã chuyển hướng xuống đường dưới để có vẻ như Team Flash sẵn sàng cho một pha ăn rồng. Chúng ta vừa mới định set up ở bùa xanh của đối phương thì phải, nhưng đó là thời gian căn không chuẩn. Đây là Nain, Nain có thể bị lao vào. Nain, đó là ADC và đó là thủy thần, đó là phong ba. ADC đã gặp nguy hiểm. Cú bắn đến từ đạt còi và chiến công đầu dành cho ADC. Star băng tới đấm vào ADC. ADC đã bị hạ gục rồi. Star tốc biến qua bên bên tường. Còn đây là Xuân Bách bị hạ gục bởi Benny. Gấu bây giờ mới tới, hạt giống sinh mệnh được sử dụng. Free bị làm choáng, đạt còi bị làm choáng. Cú đá chất không trượt đến từ Star, và chúng ta mất hai người, trong khi đội bạn chỉ mất một, nhưng chúng ta có mạng chiến công đầu. Đạt còi đã đổi lên. Đạt còi có lẽ sẽ xuống bên phía bên dưới này để có thể đánh với Kret tốt hơn và để ăn rồng tốt hơn. Rất đáng tiếc là cú chiêu cuối đầu tiên của ADC nó thiếu một chút tầm để có thể trúng được vào người của Nain. Nếu không, chúng ta đã hạ gục được Nain tốt hơn, nhanh hơn, và không khiến cho Xuân Bách rơi vào vòng nguy hiểm như vậy. Rất đáng tiếc. Và khi gấu di chuyển xuống thì cũng là lúc mà tiệc đã tàn. Đối phương không đuổi được chúng ta nữa. Đối phương quá tỉnh. Chính trị đến từ Nain và anh ta có được con rơi. Còn với ADC thì có lẽ anh ta cũng không quá thọt đâu. Không quá thọt đâu. Bởi anh ta là cũng có 2.000 tiền. 2.400. Trong khi đó với Zil của Nain thì mới chỉ có 1.900. Rõ ràng Nain đang hy sinh khá nhiều thời gian để kiểm soát. Còn với ADC thì anh ta đã farm rất tốt trong khoảng 4 phút đầu tiên trận đấu. Chúng ta cần tiền chặt với đội bạn ở thời điểm hiện tại đang là 10.000 tiền đến từ cả hai đội. Con rồng vẫn chưa bị động đến sau khoảng hơn 4 phút thi đấu, và có lẽ ở thời điểm hiện tại thì chắc không đội tuyển nào quá tha vào con rồng để đánh mất thế trận. Nhưng bên phía của Dây Tim họ đang chủ động ăn rồng. Win lại có thủy thần. Win lại có thủy thần. Giao tranh lúc này chúng ta có thể hy vọng vào đạt còi. Hơi gặp nhiều bất lợi với Team Flash. Rồng đang được ăn. Rồng chuyển sang hướng về Team Flash. Rồng khả năng bị dồn sát thương ở thời điểm hiện tại. Và thủy thần rất tốt đến từ Win, nhưng đạt còi xuất sắc hơn vì cú bắn quý. Cũng cướp được rồng. Đạt còi có một cú chiêu cuối quá tuyệt vời và tiếp tục là một suất nữa để từ đạt còi. Hai suất liên tục. Và đó là con rồng mà đạt còi mang lại. Một chút tỏa sáng đã khiến cho
trắng chưa đủ độ chuẩn xác đến từ Poi. Benny đang phải lùi về và chúng ta bảo vệ được con bùa xanh, nhưng con bùa đỏ thì có lẽ nó nằm trong vòng kiểm soát của Zuzon. Sơn Bách có thể hạ gục được Benny. Đã làm được. Hai phối cảnh đội hình của dây team đang bị chia rẽ. Thủy Thần để ngăn cản cho Đạt Còi phòng ngự lính ở đường dưới. Và Đạt Còi không, đó là Pri bị hạ gục bởi Star. Win đang bị tấn công bởi hai sát thương chủ lực, đó là ADC và Đạt Còi. Và chúng ta có thể sẽ mất trụ. Quá cứng và đúng là đã mất trụ rồi. Rất đáng tiếc khi đội bạn với Star, đúng là Star đá rát ghê thật. Star đã đẩy toàn bộ đội hình chúng ta, chính xác hơn là Win đã đẩy toàn bộ đội hình của chúng ta lùi về và để cho Star thoải mái thi triển kỹ năng để hạ gục được Poi. Có lẽ lợi thế duy nhất của chúng ta đó là con rồng đầu tiên trận đấu thôi. Còn 3 pha giao tranh thì chúng ta đều thua người. Okay. Và chắc chắn Star là cái tên mà là lý do chính để chúng ta thua. Và trong 4 điểm hạ gục của J-Team thì Star đóng góp 2 mạng và hỗ trợ 2 mạng. Và một lý do nữa khiến cho chúng ta thua đó là ở thời điểm hiện tại thì có lẽ Ibanez đang khỏe hơn so với Alice của Proe. Chúng ta muốn đánh nhưng có lẽ là ở thời điểm hiện tại thì quá khó để đánh với một con bài trâu như Benny. Benny đỡ toàn bộ sát thương ở trong những thời điểm đầu và rất khó để chúng ta can thiệp được vào Benny, bởi rõ ràng anh ta có một cái hạt giống sinh mệnh quá tuyệt vời. Với những gì trang bị mà Đạt Cò đang lên thì có vẻ như anh ta sẵn sàng cho một trận đánh lâu dài. Đó sẽ là Muramasa. Và tất cả những gì mà Team Flash đang phải làm, cần phải làm là phòng ngự cái trụ một khu vực giữa, và tôi tin chắc là họ sẽ làm được với khả năng phòng ngự ổn. Nhưng dù rằng đã xích vào người của gấu và có vẻ như chúng ta sẽ mất đi cái trụ đầu tiên ở đường trên, hạt giống sinh mệnh của Benny, và họ anh ta ngăn cản thành viên của Team Flash ra để phòng ngự. Họ muốn lấy trụ và họ đã lấy trụ thành công với Benny. Benny đang chơi cực kỳ hổ báo và chuẩn xác. Đây là điều mà chúng ta đang rất khó khăn với Benny. Benny đã đánh tốt với Ibanez trong trận đấu với IQ và trận đấu này anh ta cũng làm một điều tương tự. Gấu băng vào, gấu đấm vào Star, gấu định rất đau. Tốt rồi. Và đó là sự kết hợp giữa Đạt Còi và gấu. Rất đáng tiếc cú lôi điểu vừa rồi của Sơn Bách được đưa đó bởi Benny, nếu không Star khả năng cao sẽ phải nằm. Không, tôi nghĩ là cũng chưa đủ sát thương, bởi đó là khoảng 1.700 máu của Benny. Một cú lôi điểu có lẽ ở thời điểm hiện tại là chưa đủ. Nhưng đây là một thế chủ động khi mà Star lùi về. Vỗ hai người, Sơn Bách đã thổi thoát ra được, bị dính cái xích đến từ Du Rồng. Và Poi cũng nằm theo. Chúng ta bắt buộc phải đánh chậm lại. Rõ ràng là Poi cùng với Xuân Bách đang có dấu hiệu của sự say máu. Chúng ta là một đội hình có thể đánh được về cuối game với đó là Đạt Còi. Và hoàn toàn chúng ta không phải sợ quá nhiều về việc là ADC bị yếu đi về mặt cuối trận. Bởi đó là Alice có khả năng bảo kê cực kỳ tốt cho Đạt Còi. Và chỉ cần Đạt Còi bắn tốt thôi, chúng ta đã có được lợi thế rồi. Còn ADC sẽ đóng vai trò là ám sát. Chúng ta nên đánh chậm lại một chút. Lượng tiền đang bị giãn cách ra đến con số khoảng hơn 2.000 tiền rồi. 2.500 tiền. Nhưng rất may là cái trụ một đường giữa chúng ta vẫn không bị sứt mẻ quá nhiều bởi khả năng phòng ngự tốt của Đạt Còi trong tình huống mà Xuân Bách và Pri bị hạ gục. Nhưng đối phương càng ngày càng gây áp lực rất lớn lên nên sẵn sàng bay vào chiều cuối, được sử dụng vào người của ADC. ADC chưa bị hạ gục. ADC và Đạt Còi là người giành chiến thắng. Star bị đẩy đến từ gấu. Star block cái nội năng đến từ gấu và gấu không đẩy gấu Star về thôi. Gấu về đường trên thôi. Gấu bây giờ cần phải về rất nhanh khu vực đứng trên để có thể cùng với Poi cản được đi đợt lính. Như vậy là chúng ta vẫn tiếp tục có những pha tỏa sáng trong những tình thế ngặt nghèo. Đó là ADC trong tình huống vừa rồi, anh ta vẫn outplay được Zeal của đối phương trong tình huống mà Nay rất đổ báo. Nhưng anh ta căn sai sát thương, Đạt Còi có được món trang bị thứ hai. Và rõ ràng chúng ta có cơ sở để đánh về cuối trận, cứ bình tĩnh thôi. Rõ ràng vừa rồi ADC nên có cơ sở khi anh ta hoàn thành xong hai thanh kiếm, kiếm Loki và kiếm Tất Thế. Và tình huống đó nếu như không có Đạt Còi thì chắc chắn ADC là người thua. Đồng nhưng ý. Chúng ta có sự hỗ trợ lẫn nhau rất tốt và đó sự hiểu ý của một đội hình đã thi đấu và luyện tập lâu năm, lâu ngày. Cần phải cẩn trọng hơn, cần phải cẩn trọng hơn. Ở trong những phút sắp tới là những phút mà Kret đang rất mạnh, là những phút mà Omen đang rất mạnh. Còn thời điểm cuối trận thì Kret với cái thủy thần của mình sẽ không làm được quá nhiều điều. Khi vòng câm lặng của Alice được đặt ra, chúng ta cần hy vọng vào những phút ở thời điểm sau phút thứ 15. Star rất nhiều khiên được tạo ra đến từ Benny và chúng ta không hạ gục được Star. Nếu không thì khả năng cao con rồng bà chúa sẽ thuộc về Team Flash. Vãi cả khiên, rất nhiều khiên. Mặc dù khiên lúc này đang ở bóc kia mình, nhưng bằng một cách nào đó anh ta vẫn có mặt tại AIC. Có vẻ như anh ta vẫn còn một chút níu kéo với AIC, nơi mà anh ta đã từng thất bại ở trận bán kết trước Game TV. Nơi mà anh ta đã từng thất bại trước Game TV của Proe và Xuân Bách. Đây là thời điểm mà chúng ta đang bị lỗ về mặt lượng tiền và chúng ta vẫn phải đánh cẩn thận. Mặc dù chúng ta đã có những pha trả đòn khá ổn, nhưng đây
là một thế trận mà chúng ta vẫn đang bị ép nên cần phải đánh cẩn trọng. Chỉ cần giữ được lượng tiền ở khoảng như thế này và không để cho đối phương ăn dòng vạ chuối cùng với Seja, chúng ta hoàn toàn đánh tốt ở thời điểm sắp tới. Đối phương có khá nhiều khống chế và khả năng dồn sát thương, cho nên rõ ràng nhận ra Đạt Còi và Gấu đều không di chuyển quá cao để đẩy đường. Thực ra ở thời điểm hiện tại thì tôi đang muốn Kricknack của ADC có một chút trang bị chống chịu. Có thể đó sẽ là cái huân chương choi hoặc là chỉ cần là cái đai kháng phép thôi. Anh ta hoàn toàn có thể block được một lượng lớn đam của Zeal và Ras đối phương mang lại. Chỉ cần một cái đai kháng phép thôi là gần đủ rồi. Puri đã gặp nguy hiểm và đối Puri, ui trời ơi, chạy hay vãi. Đây có thể coi là cú chạy mọc lừa và Star. Star đã phải dùng toàn bộ chiến thức để bỏ chạy và ADC bị hớ. Đối phương quá đông của chúng ta thì quá ít người trong tình huống này. Cú câm lặng của Puri tưởng như đủ để giúp cho ADC làm được một điều gì đó nhưng không đủ. Và chúng ta sẽ mất đi cái trụ đường giữa chẳng. Gấu đang cố gắng. Gấu dùng chiêu cuối để cố gắng đẩy cái thành viên đối phương về. Có lẽ chúng ta sẽ không mất trụ đường giữa đâu, bởi Đạt Còi đa ra và Đạt Còi sẽ ngắm bắn để xóa sổ lính rất nhanh cùng với tu len của Xuân Bách. Chúng ta vẫn chưa mất đi điều gì quá nhiều ngoại trừ cái mạng của ADC. Ở thời điểm hiện tại thì sức đóng góp của ADC trong giao tranh là không nhiều. Không nhiều. Nên chỉ hy vọng rằng ADC có được một lượng tiền đủ ổn để có thể ám sát được vào một người. Tôi chỉ cần ám sát được vào một người thôi, đó là Star. Còn những người còn lại thì hãy để cho Đạt Còi, hãy để cho Xuân Bách lo. Ở thời điểm hiện tại thì Xuân Bách có lẽ là đã có quả cầu valet đúng. Xuân Bách đã có quả cầu valet để có thể outplay được Zeal của Nei. Như vậy Đạt Còi sẽ là người đảm nhiệm vị trí của Nei, còn ADC đảm nhiệm vị trí của Star. Nếu như chúng ta làm tốt được điều đó thì chúng ta có thể sẽ đánh được hai chủ lực của đối phương. Đây là thời điểm mà Du Rồng có thể sẽ phải trả giá. Không, chúng ta không quá mạnh mẽ với đối phương ngay lập tức tiến tới con rồng bạ chúa, bởi đó là một cú lừa mang tên là Du Rồng. Và có vẻ Du Rồng đã xích được ADC rồi. ADC máu tụt không phanh, ADC đã dùng trực chỉ, ADC bị hạ gục bởi Du Rồng. Du Rồng vẫn chạy thoát được, rất đáng tiếc. Và chúng ta mất rồng bạ chúa, rất đáng tiếc. Đó là một tình huống mà rõ ràng là Du Rồng đã làm quá tốt và chúng ta đã mắc sai lầm. Sai lầm ở trong một thời điểm khá quan trọng của trận thi đấu này. Bây giờ thì cần những thành viên còn lại thật sự tỉnh táo, thực sự giữ được cái đầu lạnh. Gấu vừa có một pha xử lý tốt nhưng lính đang tràn vào. Và anh ta sẽ phải bỏ cái trụ này. Không, anh ta quyết định dùng chiêu cuối luôn để có thể xóa sổ lính sát thương dồn vào gấu. Gấu sẽ bị hủy diệt. 260 tiền dành cho Benny và tiền bây giờ chênh lệch đã là 6.000 tiền cho dây tim. 6.000 tiền cho dây tim, một lượng tiền vẫn đánh được, nhưng quan trọng là chúng ta phải giữ được những cái trụ trong cùng và ADC không được mắc lỗi nữa. ADC không được để cho đối phương bắt vào nữa. Đây là ADC. ADC vừa chịu một cú Xuân Bách dùng quả cầu pha lê. Xuân Bách tốc biến, Xuân Bách cố gắng chạy nhưng đấy là cú đấm chân không cuối cùng của Star hạ cũng được Xuân Bách. Nỗ lực để bảo vệ được cái trụ thứ hai đường giữa của Team Flash là không thành, nhưng ít ra thì chúng ta cũng đã lấy điểm vào cục của Wings. Nhưng rõ ràng là chúng ta đang yếu hơn đối phương cực kỳ nhiều. Cần đánh cẩn trọng. Đạt Còi có nhanh phân hiệu, một tín hiệu khá đáng mừng. Chúng ta có thể ám sát The Star bằng một người khác không phải là ADC, đó là Đạt Còi. Nếu như Đạt Còi bắn đủ tốt, chắc chắn là Star sẽ gặp cực kỳ nhiều khó khăn. Chúng ta sẽ phải mong chờ vào những tình huống ngắm bắn của Đạt Còi với tỷ lệ chuẩn xác có lẽ phải 80%. Phải 80% chúng ta mới có cơ hội giành được chiến thắng. Còn với ADC thì phải thật sự cẩn trọng, bởi Zeal sẽ băng vào bất kỳ lúc nào. Như vậy là gấu không giữ được con bùa đỏ. Và những gì anh ta làm ở thời điểm hiện tại là cố gắng đẩy nhanh tân lính đi. Benny bắt đầu di chuyển vào bụi. Bây giờ rừng chúng ta mất sạch rồi, cố gắng ăn được con nào hay con đấy thôi. Chúng ta đang phải chờ đợi vào những tình huống phản ganh. Đạt Còi bắn bắt đầu thốn. Đó là lượng sát thương lên tới 2.065. Lối lên trang bị tắt của Đạt Còi khiến cho anh ta bắn được cả vào tanh cũng như là vào sát thương chủ lực của đối bản một cách rất hiệu quả. Và đây là pha phản đòn của Flash chăng? Có lẽ chưa đến thời điểm đâu. Nên vừa rồi đã mất cho mình quyền hắc ám. Đây có thể coi là một tín hiệu vui của Team Flash. Hết thời gian rồi. Hết thời gian của quyền hắc ám, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc sắp đến thời gian họ ăn được cho mình con Seja. Nên chúng ta cần phải đánh cẩn trọng trong những phút sắp tới để có thể giữ được lợi thế ở tình huống họ đẩy với con rồng tiên phong. Rất nguy hiểm với tình huống mà họ đẩy cùng với con rồng tiên phong. Việt Nam chưa phải là gặp quá nhiều những cái trận thi đấu Việt Nam đã gặp quá nhiều những cái trận thi đấu mà chúng ta gặp cái bất lợi như thế này rồi. Và chúng ta đã vượt qua được với Alice, với con Proe. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì chúng ta tiếp tục một lần nữa phải đối diện với khó khăn, và đó là Zeal, chứ không phải là một vị tướng tầm xa nào khác. Đó là một vị tướng sát thủ. Chúng ta cần phải giữ được cái đầu lạnh trong những pha băng vào của Zeal đối phương. Đối phương có vẻ như đang muốn chờ những mục tiêu và chờ những sai lầm của chúng ta để có thể kết thúc trận đấu. Đây là thời điểm mà trận đấu càng kéo dài bao lâu thì Team Flash càng có lợi bấy lâu.
Đây là thời điểm mà rõ ràng chúng ta đang gặp cực kỳ nhiều khó khăn sau con xe ra này. Chỉ cần qua được con xe ra này thì cơ hội sẽ quay trở lại với Team Fast. Chúng ta không cần tranh chấp xe ra. Bởi đó là điều không thể ở thời điểm hiện tại, khi Gret có nộ, khi Nain có cho mình một sức sát thương hủy diệt ở thời điểm này. Chúng ta cần cho mình đó là một pha xử lý tỉnh táo ở trong nhà. Chúng ta cần về phòng ngự đợt đẩy này. Đó sẽ là 1 phút 30 giây rất căng thẳng với Team Flash. 1 phút 30 giây rất căng thẳng. Nếu như họ mất một đường, tôi nghĩ là cũng sẽ rất ổn thôi. Bởi đây đã là phút thứ 16 rồi. Phút thứ 16 rồi. Thậm chí kể cả là xem những trận đấu trước thì kể cả mất 2 đường chúng ta vẫn còn cơ hội. Nhưng quan trọng là mất càng ít càng tốt. Mất càng ít càng tốt để đến thời điểm tiền không còn là điều quan trọng nhất nữa. Đạt Còi đang hướng đến cho mình đó là cái giáp hồi sinh, một lối lên trang bị cực kỳ tắt đến từ Đạt Còi. Trong khi đó thì huấn luyện Choi đã có đến từ ADC, nhưng anh ta không bị sốc sát thương bởi Nen và bởi Ras nữa. Vẫn có thể băng vào rồi lại rút ra, nhưng Nen cũng đã có quả cầu pha lê để kéo dài thời gian trong những pha băng vào của anh ta. Họ đang tiết kiệm cái giáp hồi sinh. Bởi thời điểm hiện tại nếu lên giáp hồi sinh thì có vẻ như là hơi sớm, và thời điểm cuối họ sẽ không còn nhiều giáp hồi sinh nữa. Và lối lên trang bị này là lối lên trang bị để tiết kiệm của Nai. Phòng ngự, đây là một đợt đẩy có rồng tiền phòng đến từ dây tim, và chúng ta đã bắt đầu đặt bị bắn vào rồng nhổ vào trụ. Có làm được gì hay không đây? Rồng liên tục nhổ vào trụ, khả năng cao chúng ta sẽ bỏ con rồng này. Không, như vậy là chúng ta vẫn phòng ngự được. Nhưng ở đường giữa đang là một tên lính sắp tới. Ở đường dưới thì du rồng cũng đang đẩy lẻ, và chúng ta vẫn đang bảo vệ được những cái trụ của mình. Mất đi khoảng gần một cái trụ đường dưới rất đáng tiếc đó, và Fast không thể ám sát được Star. Và đây là hạt giống sinh mệnh, và đây là thủy thần được bật lên. Benny bị trụ bắn khá nhiều, trụ vẫn còn rất nhiều máu. Chúng ta phá hủy con xe, xe đã được phá hủy, ADC đang bị giữ lại. ADC bị hạ gục bởi Benny, và cả khâu nữa chúng ta mất hai người. Rất đáng tiếc, vẫn là một pha thi đấu mà có vẻ như là đóng vội đến từ ADC. Đang rất nguy hiểm, chúng ta đang bị mất đi đường trên rồi. Mất đi đường trên, nhưng đường rơi và đường dưới vẫn còn. Đánh cẩn trọng thôi, đánh thật cẩn trọng thôi. Hai trụ, đây chưa phải là thời điểm mà Team Fast có thể phản công mạnh mẽ đến như vậy. Hai đường vẫn có khả năng phòng ngự, và vừa rồi hạt giống sinh mệnh không thực sự là quá tốt đối với Benny. Bây giờ chúng ta đang có 3 người để có thể phòng ngự được đẩy đến từ 5 thành viên của dây team. Vòng 3 được sử dụng, và ai là mục tiêu đây? Và đó là Proi, nhưng ngay lập tức Nen cũng phải nằm xuống. Dù rồng không còn nhiều máu nữa, anh ta quyết định đó là quật bỏ cái trụ này, và đó sẽ là hai đường dành cho dây team. Như vậy là đội bạn đã quyết tâm lấy đi con bài có thể phòng ngự được, đó là Nain. Nain đã có một lựa chọn, đó là Xuân Bách hoặc Bowie. Nhưng họ đã lựa chọn một con bài có khả năng phòng ngự có lẽ là tuyệt vời hơn, đó là Alice. Chúng ta mất hai đường, gần như mất đi đường cuối cùng. Trận thi đấu này đang ở hơi xa Team Fast rồi. Để lật kèo được thì chắc chắn phải có một pha xuất thần nào đó của Đạt Còi hoặc của Bowie. 10.000 tiền, con số mặc dù đã phút thứ 18 nhưng nó cực kỳ chí tử. Chúng ta vẫn đang đến được với những trang bị cuối cùng của đối phương thì gần như cũng đã phun đồ hết rồi. Win có vẻ như muốn đẩy lẻ, Win có vẻ như muốn đẩy lẻ. Đây sẽ là một miếng đánh đặc trưng. Ôi thôi, hạt giống sinh mệnh quá đẹp. Dòng bà chúa thuộc về ADC, anh ta thoát được ra ngoài. Cú đập chân không đủ sát thương, nhưng chúng ta có kịp về hay không đây? Bully đã về, thủy thần được bật đến từ Win. Win bắt đầu chém vào nhà, Win hơi giật thật ra. Đội bóng xuất bách đã về, chúng ta liệu có vào cuộc kịp thời hay không đây? Còn một cú đánh nữa, Win rồi. Chọn và Win bị mất giáp trên tầm. Win bị hạ gục bởi Đạt Còi. Đã có một chút nóng vội đến từ Win. Chúng ta chưa mất đi trận thiếu này, nhưng đội bạn đang tràn lên. Bây giờ thì đội bạn có lẽ là muốn đánh thẳng vào cái nhà chính của chúng ta. Có họ đang đẩy rất nhiều đường để có thể đánh thẳng vào nhà chính của chúng ta. Đây là thời điểm nhà chính chơi máu, cố lên các anh ơi. Nên nhớ rằng dây team cũng đã rất mạnh trong cái bài đó là đẩy lẻ như thế này, và có vẻ như chúng ta sẽ thua ván đấu này. Xuân Bách bị đấm, Xuân Bách bị hủy diệt, đi bắt đầu chém nhà, và chiến thắng đầu tiên ở ván 1 dành cho dây team. Họ đã đánh rất tốt ở thời điểm đầu, và chúng ta thì mắc